đến hẹn lại gặp anh Hoài. Anh Hoài bây giờ khỏe không ta? Khỏe. Khỏe đúng không? Rồi, chứ anh em yếu dần rồi nha. Nói chung là cũng nhờ ông Hoài mà bạn bè anh em với con là nó xa lánh con hết rồi. Theo ông Hoài thì có nên mà chơi lô đồ nữa không Hoài? Giờ anh em nên bước tiếp hay là dừng lại? Nên dừng lại. Dừng lại đúng không? Tại sao? Vì xa ra hư. Hư xa bờ hư hả? Thâm nợ. Thâm nợ quá. Bán xì bán cửa. Ok. Không nên chơi nữa. Bỏ, không nên chơi nữa đúng không? Ok. Anh em nên bỏ số đi nha, đừng có chơi nữa nha. Còn ai mấy anh em nào mà ngon cố chiều nay vẫn ở chơi thì chiều nay Đài Đà Nẵng con gì thì anh em đã tham khảo để chơi một con nữa không vậy? Đà Nẵng con gì? 01. 01 chiều nay. Tự tin không? Tự tin. Ok đúng không? Okay. Nhưng mà không nên chơi nữa. 01. Ha 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 ha